Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn, đang đứng với lại những anh em bò sát ha. Đây là Tân nè, Alan Đức Tân cho mọi người chưa biết nè. Này là anh Nguyễn Chắc Huy, admin của Aquabet ha. Đây là Tạo Nguyễn. Này quen quá rồi. Này là anh Bảo ha, Thái Bảo bên kia, anh Thái Bảo bên kia hôm nay đi học xe đạp rồi. Ok các bạn, thì trong cái buổi offline Cinema hiện nay, hôm nay thì có những anh em bên vẹt đi offline nữa, thì sẵn mình sẽ quay mấy bạn vẹt chơi chút xíu ha. Đây qua đây có Trang là admin của vẹt nè. Hello bé Trang ơi, bé Trang có đem vẹt nào theo không? Dạ có, bên kia. Đâu đây hả? À. À, ăn môn. Đây bạn này ngồi chim vẹt. Nước ở đây rất là ngon hả bạn ha, mình kêu ly này là ly gì quên rồi, chanh tuyết à, rất là ngon, trong này có những cái vỏ chanh ăn nó thông giọng luôn. Để bên kia. Để bên kia hả? Mai bên em mới ốp. À mai ốp. Dạ, à. Bên Diệu. Dạ Diệu. Ok các bạn, ngày mai 25 tây là hội chim vẹt của Trang sẽ ốp bên cà phê Diệu. Số mấy? 139 Bắc Hải ha, thì mình đã có từng review quán cà phê Diệu rồi, rất là đẹp. Ok, ngày mai ai rảnh thì đi offline ha. Anh cho em mượn bé được không anh? Dữ lắm. Dữ lắm. Nó chỉ biết chủ mà. À. Cắn nè, cắn mà nghiến luôn anh. Mà nó nói liên hồi á. Nói liên hồi luôn. Trời ơi, giờ làm sao dụ cho bé nó nói ta. Nó nói được cái gì anh? Nó nói chọc cái kép cắn rồi. À. Nhiều chọc kiến, chọc kiến cắn, nhưng mà thường thường mấy bạn két hay nói câu này quá ha, không biết tại sao lại hay nói câu đó, nhiều con nói câu đó lắm. Âm sắc cao là sẽ dễ nói hơn. Sao mấy cái âm sắc cao á? À, âm sắc cao cao là sẽ dễ nói hơn. Chọc kiến két cắn nó cười nãy giờ chứ nó buồn ngủ hay sao? Bé này tên gì quên tên rồi ta? Xin anh. Xin. Xin à? Xin. Xin là cậu bé mút chì á, phải không? Đặt tên đây vậy đúng không? Rồi, mướt tay qua chân là dễ thương. Em đem nó về mà không biết đặt tên gì, cái đúng lúc TV nó quảng cáo cậu bé mút chì. Em lấy cậu bé mút chì em đặt tên cho Xin luôn. Rồi Xin em phải chơi với chú Nam đi. Xin đang thay lông nè. Dạ đúng, đang thay lông à. Đây đang thay lông, nhìn nè, với cái lông này đang chỉa ra nè. Dễ thương không? Bé nãy nhà là em làm trò đủ với nó đủ luôn đúng không? Con cây que anh có bữa. Con cây que bữa mới làm trò. Bé này mà dạ thân thiện có đâu không đi xin không ấy không ấy không ấy không ấy không nữa ấy đang biểu diễn nha. Từ hồi nó sám của em chết đó là nó kiểu nó buồn á anh nè, nó buồn thụ động hơn đúng không? Nó kiểu như nó vẫn sủa, tối ngày nó sủa gâu 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 hoài à. Nhưng mà nó không có nói những cái từ ngữ ngày xưa nó hay nói, nó không à. Cũng có tình cảm mà. Dạ đúng rồi. Giật mình cũng đưa tay bước em qua. Em 7 năm mấy nhưng mà nó cũng tầm 10 tuổi rồi đó anh. 7 năm mấy 10 tuổi rồi hả? Dạ. Nhưng mà dòng chim này tuổi thọ cao mà đúng không? Dạ, 50. Quá đẹp luôn. Tuổi thọ đó là đợt trước xích em cũng 14 năm á, mới chết hồi tháng 6 á. Con quậy của em á. À. Con thương ha. Xuân của em lúc chết cũng 10 tuổi, rất bớt lúc chết là 8 tuổi. Mà thường là bữa đó cái đó là nguyên nhân sao chết ta? Con lớp bớt á thì em không biết nguyên nhân, nó chỉ đánh sưng cái cục gì đó trên vai rồi nó đi, thì lúc nó cũng 8 tuổi. Còn con Xuân mất á là do là con lớp bớt mất, nó buồn quá nó đi theo. À. Không mà chim mình thấy nó sống tình cảm ghê, thường thường nó sống theo cặp theo đồ tình cảm. À, một con mà có vấn đề con kia nó buồn theo. Như con kia của em mất á là nó ngay ngày em đi hành hương, em đi trao chương của dịp, em không có nhà thì má em kể lại là má em đưa tay vô nó đem xác em nó ra để chôn. Là nó che em nó lại, nó không cho má em đem em nó ra. Thương quá vậy. Rồi từ cái thời điểm mà em nó mất cho tới vài tháng gần đây là bắt đầu là nó không có nói nữa anh. Chỉ có mà
hôm đợt em ra Diệu thì có một con sáo ngoài đó nó tưởng là em, nó mừng lắm. Làm đợt mà anh ra anh quay đúng. Dạ, là nó rất là mừng. Tụi đó là nó mừng đó mà em đem nó vô rồi nó cắn em. Là từ cái hôm đó nó cá rô nó kêu kiếm em nó biết luôn. Thương dữ vậy ta. Nghe thương các bạn. Chim nó có tình cảm. Chim nó có tình cảm bởi vậy người ta huấn luyện nó thì nó đi nó cũng biết đường về nhà nó. Dễ cưng. Hiền ha. Hiền. Chuyền tay đi. Đi xuống bàn đi. Gần đây thì cũng cái tàu kêu lại những cái tàu như là ba ba, hello, cá rô thôi thì những cái tàu đó nó kêu lại thôi anh. Đi lên luôn kìa. Mấy từ kia thì nó lại không kêu nữa. Biết chủ ghê không? Đi lên với chị Trang luôn. Biết chứ anh, nó đi chơi với em ha. Cái nó em ngồi bên đây mà ngồi bút bên kia. Ê chó, đâu hả? Về đây. Là tọt tọt đi về. À. Có khi nào em đi chơi xa em dẫn nó đi theo luôn không? Dạ có chứ. Đi du lịch đồ này nọ. Dạ có. Nhưng mà cái đứa ngày xưa mà hay đi du lịch giống như là Phan Thiết, Mũi Né đồ với em á là cũng sức của em. À. Là đi Vũng Tàu đâu biết phải đi hết. Nó đi chỗ lạ nó có sợ hay gì không ta? Dạ không. Thoải mái luôn hả? Chỉ có điều là nó hay không ăn thôi. Xe này là giống như nó xịt ra ngoài nó sợ chết ha. À. Là người lạ cho nó cũng ăn mình khi em cho nó cũng chưa chắc. Hello em. Thái Sa Lem đúng không? Thái Sa Lem. Ai cũng chạy đây nó anh Thái. Hả? Anh Thái chạy khắp nơi. Quên. Anh Thái không quay hả anh? Để có chơi đồ vậy mà. Dễ cưng. Nó cảm đuôi cá sấu á. Em có bao giờ mà anh thấy mấy anh em mà chơi vẹt á, mà chơi nhất là chơi mấy cái là free fly á, là hay có tình trạng là đi lạc luôn. Mấy bé nó giống như nó giật mình hay nó mất phương hướng gì nó bay đi luôn. Em có bị trường hợp đó chưa? Em không free fly. À, em không chơi một đó. Em bị đau tim luôn, em không dám free fly. Anh thấy đau tim lắm, anh không dám chơi một đó mà. Cách đây mấy bữa thì cũng có một nhóm anh em free 5 con mà đi đủ 5 con đi luôn. Vậy? Là xua một cái là bị chim săn dí anh em. À. Dạ. Mấy coi như là mấy coi như khoảng em thấy là đổ khoảng 2 tuần gần đây á, làm như là chim săn nó vô mùa hay làm sao á anh em, thấy là anh em bị mất vẹt do chim săn nhiều lắm. Ừ. Dạ. Coi như là nó đang bay ở trên nó thấy chim săn nó quản quá chim nó chạy. Chim săn dí. À, chim săn dí đó. Rồi ở dưới Cần Thơ cũng vậy đó anh, thì đang free fly thì chim săn dí là em. Rồi ví dụ như bé nó mà nó bay muốn chỉ luôn rồi mình có cách nào để mình kiếm lại ta? Thì anh em đăng tờ rơi rồi đăng lên group á, rồi cái ai thấy thì người trả lại. Cũng xui xui trường hợp mất luôn cũng có. Thường thường như vậy là sẽ mất luôn hay là sẽ tìm lại được? Tìm cứ như 50-50 á nè. Cũng có trường hợp kiếm được, cũng có trường hợp kiếm được. Nhưng mà ví dụ anh không hiểu là ví dụ như nó đậu bút trên kia đi, anh thấy có nhiều trường hợp anh em chụp zoom lên cái tòa nhà nằm bút ở trên kia rồi làm sao kêu nó xuống? Thổi còi. Thổi còi kêu nó xuống, nếu mà nó quen nó bình thường lại rồi thì em thấy là anh em thổi còi kêu xuống là nó quen. Còn có nhiều trường hợp là nhiều khi anh em phải leo lên bắt xuống. À. Dạ kiểu nó hoảng á anh. Ừ. Là không dám bay xuống luôn. Dạ. Rồi bữa em nói là 5 con mà nó bay mất tiêu luôn rồi, có kiếm được bé nào không? Em nghe nói là kiếm được 4 con, con thứ 5 thì em chưa biết về chưa. Ồ cũng hay ha, năm mà đi kiếm về 4 rồi cũng đỡ. Dạ. Rồi đợt hôm qua cũng có một bài là bị con một con sáng bị cũng free fly rồi bị coi như là bị cắn chúng luôn, cắn chúng giò luôn. Để bắn hay cắn? Hình như là cắn. À con chim săn nó cắn. Dạ. Đây nè anh, tội lắm anh. Nè hôm qua em có chụp một bài nè. Rồi cắn ra máu luôn. Dạ đây bị chim săn á, đang bay thì bị chim săn dí. Ủa mấy con này cũng bự lắm, chim săn chắc phải là con chim gì cũng phải đại bàng hay cắt gì mới dí được. Em thường thường là em thấy cắt dí nhiều. Cắt dí. Ở dưới Cần Thơ là em nghe anh em nói là cắt dí nhiều lắm. Dễ cưng. Bởi vậy ma cao bay bự vậy nè anh mà còn bị nó dí đó. Ờ. Dạ. Đó và những cái con bự vậy nè bà tụi nó còn dí nè. Đúng rồi. Dạ. Mà mấy con này cũng đâu có hiền đâu ta, nó cũng giữ cái mồm. Nhưng mà dù sao nó cũng không phải là cái dòng lành hơn. Dạ nó lành tính hơn chim săn á anh, nên là chắc chim săn tới dưới nó sao khoảng nó bay. Dạ. Không mà anh em cũng như là gan á chứ anh không dám chơi bộ môn mà free fly rồi đó. Em là green chết mà em còn không dám free mà anh Nam. Em đợt đó nó cũng bay được á. Em dám free. Đợt đó mất xích hết lần cái má ba chuỗi quá phải chứ. Khóc rồi bỏ ăn rồi không ngủ. Lên nghỉ hoài rồi cái má em cắt hết nha, cắt hết. Tại giờ cứ ra là em cắt
đây anh này mai cũng cắt mà đợt nó ra lại rồi em không hay. Đợt năm ngoái thì đây cũng có đi kiếm mấy mồ em này nè, em cũng khóc hết ngày mấy giờ đi kiếm. À bé này cũng cắt cánh nè. Dạ cắt ở đây. Ôi nhưng mà chi mình cắt cánh lâu quá rồi nó có quên cái khả năng bay của nó không ta? Dạ không đâu anh, nó ra là nó vẫn bay lại à. Nhưng mà tại vì mình nhiều người ta nghĩ ta kêu là ác mình cắt cánh, nhưng mà sự không phải anh, cái đó tụi em đúng là gọi là tỉa cánh thôi anh. Đúng rồi. Có nghĩa là một cái cánh của nó đi thì cái cộng chủ lực của nó thường là ba cộng đầu, thì tụi nếu mà anh em mà thích đẹp á thì họ sẽ chừa hai cộng hoặc là ba cộng đầu và họ cắt mấy trăm, họ cắt nhiều xí. Đâu em có thể dở ra em chỉ anh không? Như em á thì em cắt từ cộng đầu tiên luôn thì an toàn, cái là em cắt 6-7 cộng thì nó vẫn có thế đáp thôi chứ nó không thể thế bay lên. Dạ. Nhưng mà con của em thì nó ra lại, em chưa có tỉa lại thôi đâu. Ra là cái cộng này nè, nó đang ra lại nè. Em chưa có quay lại xin để bạn cắt lần cắt ở đây thì tới mùa thai long á nó sẽ rụng. Dạ. cái gốc ra nó mọc lại cái cộng long bình thường. Dạ. Em chưa có tỉa lại. Chưa tỉa lại. Dạ. Thì em canh nó dài dài xíu rồi em phải tỉa. Cái phần mà nó ngoan á, hiền khô. Ồ cái lồng này, cái dòng này nó có lem lem mấy cộng đỏ đây là đúng của nó là vậy luôn. Của nó luôn, nó là Yellow Brown Amazon. À, Yellow Brown Amazon. Cái màu nó vậy. Mấy con brown mà lâu năm cái con mắt anh thấy nó màu cam nhiều hơn, nó đậm hơn. Còn mấy con nhỏ nhỏ thì nó cái màu nó sẽ nhạt hơn. Dễ thương. Dễ thương không con? Thế tuần qua đây chú cho cầm thử nè, đụng thử. Đi, qua đây. Đi qua đây. Sợ. Mắc cỡ. Có gì đâu mắc cỡ. Hello chị đẹp. Thôi cười kìa. Đây dắt con đứa đây hả chị? Thằng kia thứ 7 đi học. Mệt quá. Đây bỏ tay con luôn. Anh kia dạng hơn, anh kia hay ẩm xin mà. Nhưng mà có mấy bé này nó dạng dĩ á, cái chân nó bấu của nó đau. Có những con nó sợ, nó bấu chặt đau. Với lại con của em là nó đứng cầu mài á nè. Nó đỡ nhọn hơn xí. Nó không cho cắt, chứ nếu ra tụi em có thể là mài với tỉa nó sẽ ngắn lại, nó đỡ đau. Nhớ lâu. Mình ngồi đây nha em. Hả? Nhớ mình ngồi đây. Dạ, đây là nhớ mình lụm. Đang quay YouTube mình. Hả? Đang quay YouTube. Đây các bạn đang đang lông lên nè. Bên đang quay YouTube nè bên. Lông măng nó đang ra. Dạ đang thay. Đây nè. Với nó dễ cái là anh Nam dở cánh lên nó cũng nó anh thấy bé này nó lành ghê luôn. Dạ. Mấy con kia dễ gì đụng nó. Bổi thùng á anh tin không? Dạ. Bổi thùng lên luôn hả? Hay dữ vậy ta. Còn hết 21 ngày á. 21 ngày. À sẵn mình nói về thằng chim bổi đi. À tôi thằng chim bổi có lưu ý gì không em? Kinh nghiệm cần chim bổi của em cho. Chim bổi hả? Thì đối với anh em á anh thì họ có nói là có thể là bỏ đói hoặc là xịt cái dầu lên cái tay thì nó cắn nó sẽ sợ. À. Hoặc là họ xịt nước cho nó sợ. Nhưng mà đối với em á, lúc em hùng xin đó nha, là em tỉa cánh nó đi, cái em cho nó đứng ở trên cây cầu. Xong cái em tập cho nó đứng thì nó quen với mình, nó không bay tới bay lui nữa. Là em thấy nó thành công một bước. Rồi bước thứ hai là gờ được cái mỏ của nó. Tại vì những cái gì ở trước mặt nó anh gờ được là anh đã ok thêm một cái phần nữa rồi. Thứ ba là cho nó ăn được trên tay là thêm được một bước. Bước cuối cùng mà để mà sờ nó hay là lên người mình á thì em dùng cái cách là em tắt cái đèn tối đi trong bóng tối anh. Em gờ nó một vài ngày bắt đầu nó quen, bắt đầu em sẽ mở cái đèn nó sáng dần lên. À. Tới khi mà ban ngày là mình cứ gờ nó được là coi như mình thành công. À. Còn cái chuyện mà nó thuần như bây giờ hay không là do mình yêu thương nó. Rồi mình chơi với nó mỗi ngày nó dạng lên. Rồi cái nó cảm giác được thì nó sẽ thuần như thế này. Nếu như em không nói thì không ai biết là chim bổi. Thì thật sự con này là em được một bác ở bên Thái bác tặng em. À. Em không có mua. Và bác là hiện tại ở bên Thái thì của bác là nó là dạng bác là chim bổi không à. À. Nên là bác tặng cho em con là con bổi chứ không phải là con baby nuôi lên. Nhưng mà bé này hồi lúc mà chưa thuần cái nết nó dữ không? Nó phản ứng gay gắt không? Cũng không
gay gắt lắm anh. Vậy nếu vậy cũng tùy cho bé, con bé nó giữ. Trời ơi, đó anh thần mấy con kia nó cắn mà muốn đấm nó luôn. Nó con ma cao và nó cắn xong nó nhấn vô một cái. Ma cao là lại khó thuần nha. À. Em thấy dễ thuần là cốc ca tu. Cốc ca tu. Cốc ca tu cũng dễ thuần lắm anh. Tại nó nhây, nó dạng nó hiếu động hết trơn. Dạ, nó hiếu động. Do này á thì nói chung, nhưng mà em thấy bất kỳ con bạn nào muốn thuần nó là mình gọi là yêu thương nó xí thì mình sẽ thuần nó. Ừ. Nhưng mà tốt hơn thì một baby nuôi lên tốt hơn anh. Đúng rồi. Mỗi thì đa phần là chỉ để ghép đẻ thôi. Anh em để ghép đẻ. Còn nếu mà nuôi mà để mà chơi mà giống vậy cũng tùy á. Nếu mà con dễ nhân xin nhà em thì nó khùng khùng, nó cũng đạp vậy đó. Nhưng mà nó không có tới nổi như những con khác. Nhưng mà cũng có nhiều con là baby nuôi lên luôn anh Nam. Nhưng mà nó giữ. Chúng cũng tùy với cái nết con chim. Đúng rồi. Con nào cũng có cái nết riêng của nó mà. Dạ. Này khùng khùng cũng cạp chơi, cạp bạo lực lắm. Nhưng mà cạp không đau. Trời, con kia nó nhấn là đổ mồ hôi luôn á. Dạ đúng rồi. Kiếm chuyện hả? Cậu bé này công chúa hay hoàng tử ta? Hình như là trống, em không xét nghiệm nhưng mà hình như nó trống. Chi bây giờ mình có cái phương pháp xét nghiệm hết ha? Dạ có xét nghiệm. Xét nghiệm là mình sẽ lấy cái phần nào rồi? À, lấy cộng lông. Nhổ trực tiếp lông trên người xuống đem đi xét nghiệm trong máy anh. À, nhổ trực tiếp cộng lông đó. Dạ. Chứ cộng lông ví dụ nó rụng nó rớt dưới đất thì có không? Được không? Không, thường em thấy là nhổ trực tiếp lông không. Mà có cần phải lông chỗ nào không em? Hay là chỗ nào cũng được? Như lông chỗ nào cũng được. Thường là thấy ít đau thì nhổ phần đó đưa đi xét nghiệm. Mà đa phần thấy là anh em lấy lông trên người nhiều. Tại vì em không nuôi sinh sản anh thôi, em cũng không có cần thiết cái chuyện mà nó là xác định chính xác nó chống hay máy làm gì. Cũng không cần thiết lắm. À, con kim thì giữa chống với máy cái tính cách nó khác nhau không ta? Dạ cũng khác nha anh. Khác hả? Là tùy dòng nữa anh. Như em nói ví dụ như là thường nó con gái người ta hiền hậu. Nhưng mà em cái con ngực hồng Việt Nam mình anh, con máy cái tính của nó lại là giữa chặn lửa lắm anh. Thì đa phần là con máy nó sẽ chặn hơn chống. Vậy cái cũng tùy dòng. Mà đa phần vẹt của tụi em chơi là đa phần là phải xét nghiệm sẽ biết trong máy. Còn có nhiều cái thì anh em theo cái kinh nghiệm họ gờ đụng một cái xương ở dưới đây, là xương ở dưới đây á, thì họ sẽ gờ thì nó là trống hay là máy. Thì đa phần những cái đó dành ở cái dòng lớp bớt thôi thì sẽ gờ nó chính xác. Còn những con chim lớn thì đôi khi gờ nó cũng không chính xác lắm. Em có biết cái chi phí mà để xét nghiệm giới tính là khoảng bao nhiêu tiền không ta? 300 ngàn. À, 300 ngàn cũng rẻ. Tùy vào con, 200, 300, 400, 500. Cái đó là nó có những cái cơ sở nó chuyên làm cái đó hay là thú y nào cũng có ta? Không, chỉ có một số. Như anh em trong hội họ quen á anh, thì họ có những cái chỗ quen họ để xét nghiệm thôi, chứ đâu chỗ khác thì không có. Mà cái bắt gặp ở trong cái vẹt là không có thú y dành riêng cho vẹt. Đa phần anh em của em là chỉ theo kinh nghiệm mà những còn bây giờ nó có cái xét nghiệm máu, xét nghiệm ADN để nó xác định giới tính con chim hay đó các bạn. Ngày xưa là gọi là cảm giác không à, gọi là kinh nghiệm không à, chứ còn nhiều khi nó cũng sai. Còn bây giờ xét nghiệm được giới tính thì nó thuận lợi cho việc ghép cặp ha. Dạ. Với lại có một cái dòng vàng kêu là Electro đó anh. À. Thì cái dòng nó ngộ cái là khi anh nó vừa sinh ra là anh biết chống máy liền. Hay à. Là nó... con trống nó màu xanh lá, con máy nó màu đỏ. Ồ. Là riêng cái dòng nó đặc biệt vậy đó anh. Ồ. Là sinh ra là mình biết liền. À. Giờ đã tốn mấy trăm ngàn xét nghiệm. Dạ, một ngày em chăm sóc bé này tốn nhiều thời gian không? Dạ không, nó ở trong chuồng, em cho trong chuồng. Tại vì thả ra thì em rảnh là em phải thả ra chơi. Còn không là em để trong chuồng, tại vì ra quýnh lộn. À, quýnh lộn mà. Nó đi, nó bà gà đó, nó quýnh ta. Nó giật, bây giờ nó giật cái đuôi con xích đó. À. Tôi có đuôi hết trơn. Trời ơi, vậy là cũng gọi là... cũng là gì, trẻ trâu ha. Như là em pha bột cho ăn á, thì nó phải ăn đầu tiên. À. Khác ăn đầu tiên á, nó thấy nào ăn đầu tiên trước nó là đâu quýnh con đó. Ôi, bạn thông minh lắm nha các bạn, bạn rất là thông minh. Cái tính xã hội, tính tương tác của nó cũng cao. Vậy. Nhà là nó cưng ai nhất, cưng em nhất hả? Nó chỉ biết em mà. À. Dạ. Đa phần vẹt ở đó thì có những một số dòng anh nó chỉ biết một chủ. Nhất là con vẹt xám anh, cái tỷ lệ về độc chiếm chủ của nó cao lắm anh. À. Con xám, xương xám của em thì nó chết rồi, lúc nó còn sống đó là ngoài em ra là ai đụng vô là đổ máu với nó hết á. Trời. Mà nó nói nhiều lắm. Nói nhiều. Nó nghe
mình nói và nó học rất là nhanh. Nó chả treo được không anh? Chả treo được luôn. Dạ. Đâu ví dụ chả treo sao ta? Nó phá đồ đi, em hỏi đứa nào phá? Cá rô á. Em nói phá là ăn đòn, em ăn không. Em ăn không. Rồi bắt đầu nó giữ lên rồi đó. Bắt đầu giữ rồi, lên. Nó phá nữa. Wow wow wow. Gì á? Gâu gâu gâu. Cho cánh. Cho chó. Ghẹo đang láng đấy rồi. Đó hung á. Lúc xám còn sống này bị xám chửi hoài à. À. Xám quýnh nó, xám kêu u da đau quá. Má mày đồ con chó, má mày cắn tao. Xám nó chửi mày hoài luôn, chửi bị này chửi bị chửi hoài mà vẫn thương em lắm. Nếu mà anh em có điều kiện thì mà thích nghe nói thì chọn xám, nhưng mà xám thì cái màu xám nó không sặc sỡ thôi. Ừ. Hiện xám nó thông minh mà. Dạ. Xám nó thông minh, nó bằng đứa trẻ 3 tuổi mà. 6 tuổi anh. 6 tuổi luôn. Số IQ nó bằng một em bé 6 tuổi. Wow, quá dữ luôn. Thì em nói với nó là muốn phá nữa là ăn đòn nha. Cái cô cắn ché đó. Rồi nó hù lại, nếu hù lại mình á. Mà nó học rất là nhanh, sáng ngủ dậy là em hỏi cá rô tạ ơn Chúa chưa? Chưa. Cá rô con tạ ơn Chúa nha. Rồi. Nó mình hỏi nó xong rồi nó tự nó trả lời lại mình là nó chưa, và nó nói cái từ mà mình yêu cầu nó nói luôn. Hôn dữ á ta, quá thông minh luôn. Rồi ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay là đi ngồi cà phê rồi gặp được bạn Trang ha, admin bên Chim Vẹt, nghe bạn Trang chia sẻ về những cái kinh nghiệm chăm sóc bé, thuần bé, cũng như là những cái kỷ niệm ngày xưa đối với lại các bạn Chim Vẹt của mình ha. Thank you em nhiều đây. Dạ, có gì ạ? Rồi. Cái đầu sung á, nó đầu sung ra, nãy giờ nó cắn kiết rồi tùm lum la. Đi chơi đi. Đi chơi đi. Đi, hung ché đi. Xin hung đi. Thôi nói bye bye đi, bye bye mọi người đi kìa. Hồi đó nó biết bye bye à. Sau này cái hả? Từ hồi kia chết tới giờ, cái một số từ làm như nó lãng quên luôn. Thấy nó có tình cảm nó cưng ghê á. Dạ. Có những con nó có tình cảm, sống có tình cảm là thấy cưng. Đi đâu đi chứ, nhưng mà nó vẫn biết là em thì nó vẫn chạy về thôi. Dạ. Dễ thương. Rồi ok bọn các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha, để mình kiếm có gì hay quay cho mọi người xem tiếp. Bye bye.